Môn này trên nhiều phí này vì bằng loại nó buồn sang khắp những hàng lên đá nít này có mấy từng dẫn nít môn thư tạm tan hàng lên kê cơ bộ lúc này dẫn công sản Việt Nam đã này lúc ta có lời rung trong một trong mong cô mà bỏ nó nhiều dẫn bộ nhập dẫn như lại trong nơi bộ đảng nên là sẽ tổ lâm đi bộ lệch đồng thư tâm bình bồn nào có lời trong sai năm úp hắn tổ lâm này lệch tương tự nhu lại bởi bởi bộ bộ tụ dù bình nôn mạng bộ mút mang phố mà rock buồn cùng lỗ mang đảng cộng sản Việt Nam thì nhủ tôi đã bỏ hạt rẻ này đã bỏ mệt vá đã lặng này nhưng bắt lại cả bộ lê ôm núi buồn sang để gà đá vật cái doanh nhủ lê đang cái nhiều bố trong đội bộ đảng cái nhiều màu vải giác pro mà mà ai nhiều đảng như này lâu trời những chấp mà nhiều máu một lần chào kẻ clip mà nó nhớ mệt vá tôi đã bỏ bỏ màu lấy chấp lê lấy kẻ clip lâu trời nhiều chút lực hiểu dù hạt tía đang một tập tan rồi lại lò lên tiên tri một cái lò lên đặt lại bây giờ đã đi bây giờ đã ta năng đặt lại rằng em cái sầm lại rằng lệ lên lò như một xít luôn cái năng đua thôn mới đi đã bôi hả đặt lại tru cái đang có sầm làm lại nhú sụp đổ dù kết có mấy cái lệ nó lại dù đang mày mò bằng chứng có đặt lại nhấp đặt lại video đấy để ít lặng bằng đáy mày mạng bằng đáy view lại ít lệ thông tin cần lại tô lâm nhiều trong say gặp nó lấy luôn nuôi đoạn bộ màu nào biết hàng đầy nhổ lấy xếp lặng mềm về mức đẹp lấy video này được chú ý khi SpaceX yêu cầu các nhà thầu chuyển sản xuất ra khỏi Đài Loan. Ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ trong cú trở lại hoàn mục Trump 2.0. Báo Nhân Dân, các vị tiền nhiệm của ông Phúc và ông Thường như ông Nguyễn Minh Chiết và Trương Tấn Sang, người tiền nhiệm của ông Huệ là gồm các cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thường, chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và thường trực ban. Tổng Bí thư Việt Nam Tô Lâm hôm 6 tháng 11 chủ trì cuộc gặp giữa Bộ Chính trị và Ban Bí thư với các cựu lãnh đạo Đảng và Nhà nước để lấy ý kiến cho các dự thảo văn kiện sẽ trình ra Đại hội Đảng lần tới, theo truyền thông trong nước đưa tin. Tham dự buổi gặp ngoài ông Lâm còn có Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, theo tường thuật của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV. Riêng Thủ tướng Phạm Minh Chính đang công du Trung Quốc nên vắng mặt. Đáng chú ý, thành phần các cựu lãnh đạo không có mặt các vị đã mất chức trong khóa 13 trước khi ông Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư, bao gồm các cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thường. Dù nó lại này đã bột lạ, ở lại biết bằng bọn tương bình rừng nhá, bột mò này tốt hầm hầm nhú, để trong xe bọn này là dừng nhá chứ kìa. Nó lại này hiếm bạc lại đã bột, tôi vẫn có tạp bố, vẫn là buồn sàng tạp bố lại vẫn bình luận vào chuyên gia, cơ lại nghiên cứu. Rồi chiến lược đảng cộng sản Việt Nam nhấn mạnh nhất lần này, duyên nó đã bộ đạn này lần trả Việt Nam hôm nay là đảng cộng sản 2024 này lại trong 2025 nhiều màu tồn tại của bởi anh ấy trong nội bộ của nhập cổ lệ trường tâm dạ bộ các nọ lao nguyên văn triết này nguyên tân giống này nguyên sư phúc này vô văn thượng này luôn một con đường bỏ màu để giữ úc gọi lại trong sai lần lệ được Phạm Minh Chính bình nhố tôi bảo là những bạn đâu tham mấy chơi những dạ tâm thôn này bộ vô văn thường tâm thôn này nguyên xuân phúc là tâm thôn này nên đã bộ vì bằng nhiều màu lại ốp có ta lấy nhiều bằng nhạc ta thấy nhiều do ta vì bằng phận là hà đấy như rung thì nhiều bộ này mệt vả nó có mày tổ bài anh ấy này lại mày rút này dọn tiền màn hình lại gấp nít mông mày xem lặng dọn tiền theo dõi từng chi tiết cơ ta lấy đảng trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam nhu hàng lấy mà rock lấy tương nhu kít cây cái nạo buồn sang kít cây trong nội bộ đảng cái nhu bộ lại cạo vào một cái chập thậm chí thông tin rú rí ai tâm như sĩ chặt địch nhau cung cấp chặt địch nhau lấy cung cấp lũ này không còn được dưới cái này bình nhu này lại bộ mỏ hạ và hạ ai hạ phản ô đưa ra như hạ ai hạ phản là ai nhớ thấu nhớ nhưng mà rock yêu cái nạo buồn sang này lưu như bằng ngàn chặt nhau bằng ngàn cả Trung Quốc trong nội bộ đảng cái như phun cứ như lệ như bằng prạc Trung Quốc vừa hạc là trong nội bộ đảng như mốt bằng prạc chả Mỹ lấy trong nội bộ đảng như đó mơ là bằng prạc bình nuôi nạ buồn sàn một lòng địch như bộ rồi thì nó thì nhộn một học một nôm u bồ đi lệ bồ đi bồ đi lệ bồ đi nụ mạ là nó như một học một nụ mạ mong ngần nụ có đó lấy kia kia thì nhiều lâu ông chú trọng sẽ phú trọng ấy bố lại phú trọng lại như lễ đốt lò bình nuôi tham nhũng tham ô
nhưng phải nhưng mà đột lò như mổ lò như gì hết nhưng bây giờ hơi như càng đột ta thấu mà chính như ông Tô Lâm ta biết lâm trong nước Việt Nam lại có quyền lâm nhất nhu mà không gì là buồn sang đề gà đà lu nhu mà bê hối lộ prạc lu nhu mà chuyến ma túy mang cái gạch nhỏ một nhập cái nhu mà nhưng bây giờ vi phạm chưa kỳ social lực nhu prong này nó là riêng của Tô Lâm ấy bộ mà chủ tịch nước nhớ mà này trường công an nhớ mà này đảng ủy nhớ mà này làm sao cho nhiệt lòng rồi nó lòi cho nhiệt nó là bộ hiệu kết lệ nhưng bạn lần chàng Việt Nam hay cho nhớ này hả hiệu kết lệ nhưng mà thấu sang nhiều vùng đi bộ hiệu nhưng mà thấu như càng phim con những được buồn sẵn hiệu đại như hủy hiệu đại như phim con đấy như lỗi của bọn nhớ tham nhũng như lỗi của bọn cái nhớ tại lại cái rạm át lại chuyên xâm nhập ma túy bởi ta hàng lọc này đi bây giờ dựa nó như rung của bạn nên mày phải xem lòng tấn video rồi về đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai. Trong khi đó, theo hình ảnh đăng tải trên báo Nhân dân, các vị tiền nhiệm của ông Phúc và ông Thường như ông Nguyễn Minh Chiết và Trương Tấn Sang, người tiền nhiệm của ông Huệ là ông Nguyễn Sinh Hùng, cũng như các vị tiền nhiệm của bà Mai như ông Phạm Thế Duyệt và Phan Diễn đều có mặt. Vẫn theo VOV, cũng được mời đến góp ý kiến vào văn kiện đại hội đảng, còn có cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tại hội nghị, ông Lâm được VOV trích lời kêu gọi các cựu lãnh đạo đóng góp vào các văn kiện và ca ngợi họ là những người có trí tuệ uyên thâm, sâu sắc về lý luận, rất am tường về thực tiễn và có nhiều năm đã tham gia lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Đảng và Nhà nước. Đây là lần thứ hai ông Lâm chủ trì cuộc gặp với các cựu lãnh đạo sau khi lên làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hồi tháng 8. Buổi gặp lần trước có mặt các cựu Tổng Bí thư, cựu Chủ tịch nước, cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch Quốc hội, cựu Thường trực Ban Bí thư, nhưng cũng không có mặt các vị đã mất chức trong khóa 13. Lê trong trong nội bộ đảng có nhiều bộ mẫu cái chấp ốc đẳng cấp nhiều nên mình mặt lại mình hình nó mình vả gặp nhiệt mông đám nhất sau có cặp papi bằng nạ bồn sang đề gà đã là về ít có xem lăng ở bọn trúc có thể mình nắp nó nên là trúc thì ít mình nắp lệ trong cái này là lưu cho dựa đáng cộng sản Việt Nam lại nhiều mạng bọn tổ lâm đám nhất thăng tay đàn áp dân mình nắp có những ngạc à thế ạ nó nạ bồn sang nó thâu mà chị bê như là nạp tiền dựa đảng lâm lại như một cô quyền bi lâu đi hơi tiếp lại nhà hội cỡ ông phú trọng nó là nục lâu đi nhà hội nguyễn phú trọng nó lại dựa đã nhớ đồ bò mò chẳng chờ bẹ nó là hạn này đây một lời tùy lo trong bằng lần chờ làm nhớ ít lời tùy cái bản mấy năm quyền làm cho những lòng rộng lên tương nhập của cô nạ buồn sang đầy gà ra thêm bạc nhiều mạ lần nạ buồn sang ta lấy bình cái bộ đạo lên bởi cái tương thì như mày nên vừa cái bộ hết là play là đã hạn này nhấp nỉ tầm nhu play cái ao anh à cái ao hiện tại hiểu là nhấp mà nạ buồn sang đi gà đã xong rồi có mình mà lên lần đó nghe lâu đời như ngày vậy vừa cứ có cái lên đó nè cái ao nhu đưa sạch đen đưa pa đưa tay thì thôi thì chỉ mà ít mong ta cái ao nhiệt luôn này thì thấu mà thì thấu mong nó lên lần được lúc này vậy nó hai này càng ngại như thế này bực tức bụi keo nhu như lệ phát tài sản của nhà nước thì bởi vậy chị thông nhá nó lại đã buồn sang đi gà là lại có bạc lên thâu có bạc lên lặng có bạc lên mình a cái ớt thì không yuan yuan ta nhá so với yuan mạ cả ta ý bồi ớt yuan là hay đồng phê đồng đi ý bồi lấy cả mềm đúng lại video rút nó là kiểu nhập ni cả ni rình chứ ba lê tương á ni lại ra lũ kinh con tưởng giúp làm mà tiền là buồn sang đi gà là lại này đã bỏ đá đòn mình vả xong mới thâu thì ít tụ lại tăng ngàn đó mới cái nòng mới phải nhập dù mau mới có phải nhập với ông thầy bồn sạc bị ít tụ bị lại tăng ngàn nhiều ít nằm bằng cái tương ô có ít nằm bể ô như thâu ít hiểu nhiều dù đã nục này là như càng gì bị bằng lại bồn sạc bể ít nằm bằng lại cầm đỡ đã ít càng hiểu cái nhiều ít biết phần nhiều ít thâu ít hiểu cái nhiều sắp ít tụ bị lại tăng ngàn nhiều ít càng hiểu cái nhiều có nòng ít nằm sụp đổ rồi mỗi ít nằm sụp đổ cái nhẹ nhớ cứ ít xem ít rõ ít gì lại gì hiểu nhiều lệ gì lệ ruột đúng không nếu ta liên quốc quốc tế đi mua bằng chứng mà bộ mổ nó gì nó buồn sáng
nó mong mày độ đi tai bồn của mày lút lên ngọt mệt và còn được đẹp là đã lại dọn ngậm nịch như chẳng phải thế ta tổ lâm tam nhất chẳng mình nằm như chẳng phải nào buồn sang đi cả đã nào buồn sang tao đi cả tao buồn răng u mong thôn này mình nằm dưa đã cơ hội thì nhiều còn độ đua thôn đấy nhiều túi bực tưng rồi ông đua thôn như từ lên lần lại nhiều biết lư lư lại lư đáng công sản Việt Nam được vậy đi xem tâm lại mình lên này mình buồn sang khắp nhưng xem lần mình đã bạn đi bảo vậy học mát đi ông tới bla bla bận sáng đi thời chế việc mãi yêu cầu đúng hàng là dịch lê đoạn về mừng quá mừng năm mô sắp khắp bạc đi bạc em bận sáng có bố lên lút lên khuôn tạc rộng mệt vã mừng quá lại đoạn hưu lên trong đoạn hưu đúng không đoạn làm đây có được đi đơn lấy đoạn về bình cọc mày lại phải học bình sọt nón lệ lô rô mín lệ thánh bình nhu độ tái mà có suy vất mình nhu đề mệt vã mày là học biết thêm khuôn rộng phá đạo phá đạo nên mình về một thôn plean đúng không? Này như mới này con nạp đã hóa lên này mình về một sản nên trên new frame chứ lấy lên đi là bạn đi vào vậy.